24 nguyên tắc sống phải nhớ. 1. Muốn thân ai đó, phải có lúc cùng hư hỏng với người ta. 2. Đừng quan tâm tại sao mình nghèo, hãy quan tâm tại sao người khác giàu. 3. Số tiền còn lại trong túi mình là điều tuyệt mật. 4. Chỉ nói về thất bại của mình khi đã thành công trở lại. 5. Đừng khi nào tham dự một bàn tiệc khi chưa biết rõ ai là kẻ trả tiền. 6. Không khi nào lấy vợ hoặc chồng cùng công ty. 7. Ra nước ngoài bao giờ cũng có mì gói trong vali. 8. Đừng kể những mơ ước nhỏ bé của mình cho bất cứ ai, vì thế nào cũng có ngày bị lôi ra giễu cợt. 9. Đừng phí tiền ăn một món sang trọng nếu không có người nhìn. 10. Đừng đánh giá ai khi họ mặc quần áo, hãy đánh giá khi họ cởi ra. 11. Cố gắng đọc một vài cuốn sách và nghe thuộc lòng vài bản nhạc cổ điển vì thực ra chúng rất ít. 12. Đừng tỏ ra giàu có, hãy tỏ ra bí hiểm. 13. Khi chia tay, luôn luôn nói tốt về người cũ, nếu họ quá xấu thì không nói gì. 14. Đừng tin vào quảng cáo, hãy tin vào giá tiền. 15. Không tranh luận với kẻ có địa vị và kiến thức thấp hơn mình. 16. Hiểu thế nào là cao cấp mặc dù suốt đời không có tiền mua. Nếu không cao về tài sản, hãy cao về thẩm mỹ. 17. Muốn thử một cô gái, hãy dẫn cô ta vào cửa hiệu vì lòng tham là thứ khó giấu nhất trên đời. 18. Chỉ đánh nhau khi biết chắc mình có thể thắng hoặc hòa. 19. Đàn ông không bao giờ tiếc tiền với những cô gái không quan tâm tới tiền. 20. Đối với phụ nữ, có hai thứ luôn phải để ý, khuôn mặt và bàn chân. 21. Cái gì mình ngu, hãy cố gắng biến nó thành phong cách. 22. Phải hiểu ai cũng là con ếch, chỉ khác nhau cái giếng mà thôi. 23. Người phụ nữ duy nhất trên đời vẫn đẹp lúc già chính là vợ mình. 24. Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn, nếu nó chưa ổn thì chưa phải cuối cùng. Sưu tầm. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.